Chiều ngày mùng 6 tháng 5, lực lượng chức năng huyện thống nhất, tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi dưới giếng. Điều đáng nói, giếng khô này đã từng được người dân và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xuống phía dưới tìm kiếm nhưng không phát hiện. Trước đó, chiều ngày mùng 3 tháng 5, em TMP 8 tuổi, ngụ ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện rời khỏi nhà đi chơi nhưng đến chiều không về. Sau đó, gia đình cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy. Lo sợ bé bị rơi xuống giếng, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn. Cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện Thống Nhất đã cử lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đến xã Xuân Thiện để tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi dưới giếng này. Ủy ban nhân dân xã Xuân Thiện đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của xã tổ chức gia quân tìm kiếm cháu bé trên diện rộng. Sáng ngày 6 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai cho biết đã tìm thấy bé Thổ Minh Phụng, 8 tuổi, ngụ địa phương, mất tích cách đây 3 ngày. Khoảng 10 giờ sáng nay, chúng tôi đã tìm thấy bé Phụng dưới cái giếng bỏ hoang ở địa phương. Tuy nhiên điều không may là bé đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể bé lên khỏi giếng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thiện nói. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thiện nhận được tin báo của gia đình về vụ việc mất tích bé Phụng sau khi đi chơi cùng bạn trong xóm. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã và gia đình cùng nhau đi tìm kiếm khắp địa bàn, từ những ao hồ sông suối cũng tìm nhưng vẫn không thấy cháu Phụng. Sau đó, theo thông tin từ các bạn chơi cùng bé Phụng, lực lượng tìm kiếm cho rằng có khả năng bé rơi xuống một cái giếng bảo hoang ở bãi đất trống trên địa bàn, nên tổ chức xuống giếng tìm nhưng vẫn không thấy. Đến sáng nay, ngày 6 tháng 5, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy bé Phụng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều ngày 22 tháng 4, một nguồn tin cho hay sau khi ra tay sát hại bạn gái là NTG, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, rồi kéo thi thể ra vườn trôn, nghi phạm Lê Văn Tê, sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng, đã tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Nguồn tin cho hay vào chiều ngày 12 tháng 4, trong quá trình nhắn tin qua lại giữa Levante và NtG đã xảy ra cãi vã và có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của nhau. Bực tức về việc bạn gái xúc phạm phụ huynh, T nhắn tin bảo sang đón giờ qua nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ cùng ngày, T đi xe máy điện đến đón giờ và cả hai lại đấu cầu. Về đến nhà T tại phòng ngủ ở tầng 1, T và giờ tiếp tục xúc phạm bố mẹ của nhau. Trong lúc bực tức, T đã dùng tay đấm hai cái vào đầu giờ. Khi bị bạn gái phản kháng, cao chơi sức cổ tay, Tê đã lôi giờ ra khu vực phòng bếp rồi tấn công. Trong lúc giằng co, Tê dùng tay đẩy mạnh khiến giờ đập vào thành bếp rồi ngã xuống sàn bếp bất tỉnh. Cùng lúc, nghe thấy tiếng ông NVT là bố của giờ đứng ở sân gọi, Tê liền đóng cửa bếp lại và đi lên phòng khách tiếp chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi ông NVT có hỏi con gái mình đâu thì Tê trả lời là không có ở đây nên ông Tê bỏ về quay lại phòng bếp, thấy giờ bất động, cho rằng bạn gái đã tử vong nên tê nảy sinh ý định giấu xác phi tang. Sau khi kéo giờ xuống khu vực phòng kho phía sau nhà, sợ giờ vẫn còn sống, Tê lấy dây ni lông sát hại nạn nhân rồi lấy bao dứa chùm vào, đưa vào vườn nhà trôn. Ra tay xong, Tê kiểm tra bếp, sân kho, không phát hiện thấy có dấu vết thì mới đi tắm rửa sinh hoạt bình thường. Ngày hôm sau ngày 13 tháng 4, để tạo chứng cứ ngoại phạm, T đã sử dụng điện thoại của giờ nhắn qua ứng dụng Messenger đến điện thoại của T với nội dung là giờ đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm. Sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của giờ xuống ao nhà hàng xóm. Trong những ngày sau đó, gia đình nạn nhân và công an xã An Hồng nhiều lần hỏi về tung tích của giờ, nhưng T đều từ chối và nói là không biết ngày 19 tháng 4, biết mọi việc đã bại lộ, Lê Văn Tê đã tự thú với công an xã An Hồng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng chính thức có thông tin về vụ án nữ sinh lớp 9 bị bạn trai sát hại tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện A Dương. Trước đó, Công an xã An Hồng nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Tê, chú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, về việc con gái ông là Nguyễn Thủy Đê. Sinh năm 2009, đi khỏi nhà từ ngày 12 tháng 4, không trở về, gia đình đã phát thông báo tìm tung tích. Tập trung xác minh các mối quan hệ của cháu Nguyễn Thùy Đê, cơ quan Công an xác định, sau khi rời khỏi nhà, Đê đã đến nhà bạn trai là Lê Văn Toàn, còn gọi là Lê Phong Toàn, tức Toàn Con, sinh năm 2009, hiện đang sống cùng bà ngoại là Hoàng Thị Hát tại thôn Lê Sáng. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, Lê Văn Toàn có những biểu hiện bất thường, Cùng với đó, tại khoảng đất trống trong vườn nhà bà Hoàng Thị Hắt xuất hiện một gò đất nhiều biểu hiện nghi vấn. Sáng 19 tháng 4, do có nghi vấn nên ông Nguyễn Văn Tê đã đến trường trung học cơ sở xã An Hồng tìm gặp Lê Văn Toàn. Sau khi ông Tê gặng hỏi, Toàn thú nhận đã sát hại cháu Nguyễn Thủy Đê. Cùng ngày 19 tháng 4, Lê Văn Toàn được triệu tập đến làm việc tại trụ sở công an xã. Qua quá trình đấu tranh, Toàn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã ra tay sát hại Nguyễn Thủy Đê. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 4, khi Nguyễn Thủy Đê đến nhà Toàn, giữa hai bên phát sinh cãi vã, Toàn đã đánh bạn gái ngất xỉu, sau đó dùng dây thiết cổ đến tử vong và lấy bao dứa chùm lên nửa thân trên của nạn nhân. Tiếp đó, Toàn kéo xác nạn nhân ra khoảng đất trống trong vườn nhà, vùi xuống phi tang. Từ lời khai của nghi phạm, ngay trong đêm 19 tháng 4, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Thủy Đê và tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã An Hồng cho biết Lê Văn Toàn là con ngoài giá thú được mẹ đẻ trong trại giam, do không xác định được bố đẻ nên Toàn sống cùng bà ngoại. Lê Văn Toàn có quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thủy Đê khiến em này có thai và đã sinh con. Đây có thể là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng, đồng thời tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Văn Toàn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trả lại con tôi đây, một tuần nay rồi, còn chết khổ quá con ơi. Nó bảo là nó đi đón con mà nó lại sát hại con à. Đê ơi, đê ơi là đê, con ơi là con tiếng gào khóc thảm thiết, hoảng loạn, đau đớn của mẹ nạn nhân khi chứng kiến lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân từ trong vườn chuối ra ngoài lề đường, làm thủ tục khâm liệm và bàn giao cho gia đình, lo hậu sự. Người mẹ không thể đứng vững, ngồi sụp xuống lề đường, gào khóc liên hồi khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng thương cảm. Tất cả đều bàng hoàng, xót xa bởi vụ án mạng đau lòng xảy ra tại vùng quê bao năm yên bình. Theo lời kể của một số người dân gần hiện trường, nạn nhân là cháu NTD, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Lê Phong Toàn, sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, cùng xã An Hồng, huyện An Dương. Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 4, thứ bảy tuần trước, Toàn đến nhà đón nạn nhân lên bà ngoại của Toàn. Toàn sống cùng với bà ngoại ở thôn Lê Xá, xã An Hồng, chơi. Cũng kể từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đã đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều ngày sau đó, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, trưa 19 tháng 4, bố nạn nhân đến tận trường nghi phạm Lê Phong Toàn đang học để tra hỏi, thì Toàn mới khai đã sát hại nạn nhân. Trước đó, bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng từng gọi hỏi nhưng Toàn nói không biết. Ngay sau đó, sự việc được cấp báo cho cơ quan chức năng địa phương. Qua công tác đấu tranh của cơ quan công an, Lê Phong Toàn đã khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Chiều 12 tháng 4 vừa qua, sau khi Toàn sang nhà đón nạn nhân về nhà bà ngoại chơi, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Toàn đã xa tay sát hại nạn nhân. Để tránh bị phát giác, Toàn lấy bao dứa chùm nửa phần trên thi thể nạn nhân, rồi mang sang vườn chuối nhà bà ngoại, đào hố rồi cho nạn nhân xuống, lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tang cũng theo lời kể của người dân địa phương, Lê Phong Toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ Toàn và bố từng đi tù. Tuy vậy, người đàn ông đó không đăng ký kết hôn và không nhận Toàn là con nên từ trước đến nay Toàn sống với bà ngoại. Hiện các cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác của nghi phạm và những người có liên quan, trong đó sẽ làm rõ có hay không hành vi không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm lãnh đạo xã an hồng an dương hải phòng cho biết các thông tin liên quan đến vụ án mạng nói trên vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ nên chưa có thông tin cụ thể